Nam Mô Bổn Sư Thích Ca ma Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2022 Hôm nay chúng ta học đến bài thứ hai Của chủ đề ưng vô sở trụ Bài thi kệ đầu Đó là bài thi kệ của Ngài Đơn Hà Thuần nha nếu người ta viết đủ thì phải dùng cái từ là tử thuần Đơn hà là cái núi địa danh tử thuần là tên của ông cụ này tướng hảo nguy nguy đại trưởng phu nhất sinh vô trí cánh như ngô tùng lai phật tổ du năng vọng địa ngục thiên đường khởi khả cầu tướng hảo nguy nguy tức là cái tướng đẹp nó rạng ngòi nó kỳ vĩ nó mênh mông cái chữ nguy nguy này thường thường họ dịch rất là nhiều dạng tùy ngữ cảnh của nó nguy nguy có nghĩa là cái tướng đó cao lớn hiên ngang kỳ vĩ đẹp và sáng và cái tướng này là tướng của như lai tướng đại trưởng phu nhất sanh vô trí cánh như ngu thế nhưng cả đời không có trí tuệ thì cũng bằng thừa ở đây thì dùng cái từ cũng như ngu, tại vì vô trí mà. Tùng lai Phật tổ du năng vọng xưa già, Phật và tổ ta có mơ ước, ta có cầu gì đó. Do vậy, cho nên này địa ngục, này thiên đường, đâu có phải là cái chuyện mơ màng của ta và cái bản dịch của bài này thì mình nhớ rằng là cũng khá là thú vị đây à, để mình đọc tướng đẹp hiên ngang đại trưởng phu một đời thiếu trí giống như ngu xưa giờ phật tổ đâu kỳ vọng địa ngục thiên đường nào đã cầu chưa từng cầu sinh về thiên đường cũng chưa từng nghĩ rằng mình rớt xuống địa ngục. Đây là bài kể thứ nhất. Đi vô cái chủ đề chúng ta khai thác. Đó là khi biết được cách an trú tâm. Tức là an trú ngay chỗ vô sở trụ. Thưa các vị, thiên đường không dắt các vị lên. Địa ngục cũng không có tóm cổ các vị được. Hiên ngang sừng sững vượt ngang qua ba, ba cõi sáu đường lòng lộng không có thiên đường địa ngục hay là cảnh giới nào có thể bắt ta được cả. Thế nhưng ngay hiện thời này dù anh có phước hữu lậu ra làm sao tướng là đẹp như tướng Đức Thế Tôn nhưng mà cái khả năng trí tuệ của anh không có thì thưa các vị cũng thua cũng đòi lạc cũng không khổ và cũng rơi rớt vào ba cõi sáu đường đây là ý về kể thứ nhất Về kể thứ hai thanh tịnh hành giả bất niết bàn tức là một người cư sĩ tu tập rất là thanh tịnh cũng không thể vào niết bàn được phá giới tỳ kheo vô địa ngục một vị tỳ kheo phá giới thì cũng không có rớt vào địa ngục bao giờ tại sao Tại vì thiên thai tương nhiếp đáo Tây Xuyên Từ núi thiên thai Mạch núi đó dính liền với nhau Giáp với cái vùng Ba Thục Tây Xuyên là Ba Thục nghe Tổng thị tự gia thân quyến thuộc Đều là quyến thuộc của nhau cả Hàm ý bài này nói cái chi Thưa các vị Có thiên đường thì có địa ngục Có sinh tử thì có nước bàn tức là các pháp đối đại nhau để thành tựu và nếu mình chỉ đạt đến một cái mức độ là hướng về chỗ này quay lưng lại với chỗ kia thì các vị vẫn là người đang đi trên cái đường hoặc đi đông hoặc đi tây thế nhà nên con đường của thiền tông tức là con đường của thiền đông cầu này đó là con đường hướng thượng nhất lộ tức là con đường thẳng lên trời cao không đi đông đi tây gì cả nói theo ngôn ngữ đạo lý đó là không có sinh về cảnh giới nào cả ngay tức khắc ngay hiện thời tan biến thân tâm vào thể pháp thân vô sinh bất diệt thôi gọi là phá giới cũng không rất địa ngục tu phạm hạnh cũng không sinh lên thiên đường hay nhập miếng bàn chi cả tại vì nếu có con đường nếu có đi đông đi tây nếu có mơ ước cầu khẩn thì chắc chắn một điều rằng là chưa vừa thoát khỏi cái vòng của sinh đi sinh về của ba cõi sáu đường bắt nhốt anh. Đây là bài kể của ngài chiếu đường nhất hai vị thiền sư có hai bài kể khá là thú vị trong cái chủ đề ưng vô sở trụ này. Thế là bài thứ hai này được dịch thế này cư sĩ thanh tịnh không nhiệt độ tỳ kheo phá giới chẳng đọa xa thiên thai cho đến tây xuyên ấy nhìn kỹ thì ra chỉ một nhà đó là hai bài kể mà chúng ta học hôm nay thế rồi mình xóa đi kiếm chuyện khác cái niềm cảm hứng làm hai bài kể này nó được khởi đầu một câu mà trong đây mình không có dịch nha để mình chép câu đó rồi giải thích trước khi mình đi vô những vấn đề Câu đó là câu thế này. Tức là tăng hỏi động sơn động sân thiên. Thanh tịnh hành giả chẳng vào nước bàn, phá giới tỳ kheo chẳng vào địa ngục. Thì như thế nào? Và Ngài Động Sơn Thiên ngày đáp rằng Độ tận vô di ảnh Hoàng tha việc Niết Bàn cái câu của ngài khá là lý thú đành rằng đàn nó ngắn thế nhưng mà nó gom được ý của hai bài thi kể nghe độ tận vô di ảnh có nghĩa là tiếp độ sạch sành xanh, xanh không còn lưu lại một chút bóng dáng chi Hoàng tha việc nếu bàn thì trả nước bàn lại cho hắn mà thôi không cần nói đến thằng nghĩ gì nữa đây Thưa các vị, nếu ta nhớ lại đoạn trong Kinh Kim Cang dạy thì độ từ thai sinh đoạn sanh thấp sanh quá sanh đều nhằm vô như niết bàn thì lúc bấy giờ người tu tập mới có thể chứng nghiệm được A hậu ra La Tam Miệu Tam mô Đề ai có đọc Kinh Kim Cang thì nhớ đoạn này nghe Thế là mình hỏi nhau rằng là làm thế nào mình tu mình độ hết những cái loài sinh ra từ thai, sinh ra từ trứng, sinh ra từ ẩm thấp, sinh ra từ hóa xanh như những vị thiên đế. Đưa họ vào vô dư niết bàn hết, lúc bấy giờ thì người tu đó mới có thể thể nghiệm được quả vị chánh giác. Đây là câu trong Kinh Kim Cang. Từ câu đó rồi chúng ta quy chiếu lại thì cái câu này Thiền sư Động Sơn Thuyên Ngài nói thì cũng không khác gì ý của Kinh Kim Cang Thế nên ở đây Đặt ra cho chúng ta cái nhìn Thứ nhất nếu nói rằng y theo tinh thần kinh đại thừa Phật giảng giải rằng phải độ hết bốn loài chúng sinh như vậy người đó mới có thể chứng được quả chánh giác thế thì đức thế tôn độ đâu ra hết đâu minh chứng rằng chúng ta vẫn còn là những con người thai sinh 5 tỷ con người trên hành tinh này vẫn còn lao sao vẫn còn khổ đau trần lụy thế nhưng nhưng ngài đã chứng chánh giác mất tiêu rồi một loài thai sinh thôi thì chúng ta thấy là lời kinh kim cang dường như mình không hiểu nổi nghe do vậy cái vấn đề nơi đây, đây kinh văn đại thừa nói thưa các vị nó còn có một ẩn ngữ phía sau tức là ẩn nghĩa phía sau ẩn nghĩa đó là gì loài thai xanh là loài gì loài đó nó đã tưởng thành một hình người ngay trong tâm thức của các vị nên gọi là thai sinh thế nào là nó tưởng thành hình người như phiền não của các vị lo âu của các vị nó từ hạt mầm bé nhỏ được nuôi dưỡng dần 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 cho tới nó đủ tháng ngày để, để nó trở thành một nỗi niềm nó sinh ra là nó tàn phá các vị cho nên gọi đó là loài thai sinh thai sinh đây không phải là thai sinh ngoài thai sinh đây là được nuôi trong tâm thức của các vị những loài phiền não nhiều chướng được nuôi qua tháng ngày và một lúc nào đó nó sinh ra giữa trần đời thì các vị nuôi nó để nó trưởng thành cho tới ngày mai ngày bốn ngày kia nó trở thành nỗi trầm cảm nó nhận chìm đời ta đây là loại thai sinh trong tâm thức của ta thấp sinh là gì thưa các vị từ ái nghiệp của chúng ta nó nhảy ra cái niềm thương nỗi nhớ bất chợt nó xảy ra gọi là từ thấp nghe từ ẩm ướt sinh ra tức là từ vùng ái nghiệp của tâm sinh ra Nõn sinh là chê Thưa các vị, cái hạt mầm rất bé nhỏ nó phải qua nhiều đợt nở trứng từ là ấu trùng dần dần nó trở thành một loại con sâu lần lần nó cất cánh nó bay dần dần nó mới có thể trở thành một cái loại động vật phá hoại mùa màng cho nên gọi nó là nõn sinh quá sinh là chi bất chợt nhảy ra không lường được trong tâm ta có bốn loại chúng sinh này Mình phải làm được một việc là đưa nó vào vô dư niết bàn cho sạch Không còn bóng dáng chi Lúc bấy giờ thì không cần nói niết bàn hay là địa ngục Do vậy cho nên câu thứ hai Ngài Tử Thượng đó là Hoàng tha việc niết bàn Trả lại niết bàn cho hắn Hay nói cái khác là hắn vượt khỏi niết bàn nghe Đây là điều dẫn dắt đi vào kinh kim cang để nhận diện câu này bằng không mà chắc chúng ta không hiểu nghe thế rồi đi vô pháp hành trì thực sự thì mình sẽ thấy một điều rằng là độ tất cả chúng sinh trong tâm ta vào niết bàn nó không phải là khó khăn chi cả có điều không chịu độ nó nó thôi <laughs> Mà sao nó buồn thì ta triều mến cái buồn nuôi dưỡng cái buồn cất nó vào trong đáy lòng để lâu lâu mời nó lại để có việc làm trong khi nếu có thể được các vị chỉ cần dùng một pháp pháp gì dùng một pháp vô sinh nhẫn lực nhận biết nó quan sát nó và nó dần dần nó trôi mất vào biển nước bàn hay nói cái khác đặt nó lên con thuyền pháp thân đưa nó trôi vào biển pháp thân như lai và trở thành biến mữ vô thế nào là đặt nó lên thuyền pháp thân thưa các vị năng lực nhận biết của ta đó là một loại kỳ lạ nhất trong những loại năng lực kỳ lạ đã gắn chặt với ta hồi thở mới sinh ra ta chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó quan sát nó với năng lực nhận biết không phê bình phán xét các vị làm được việc là nhìn nó thì nó biến mất mũi vô đây là thiền pháp thân đưa tất cả những chúng sinh từ thấp sinh, thai sinh, quá sinh, nổi sinh vào Niết bàn. Tới lúc không còn bóng dáng chi. Thế thì lúc bây giờ có cần gì nói niết bàn, thiên đường, để ngục gì đâu. Đó là ý của Ngài Động Sơn Thiên. Cảm hứng từ câu nói của vị Tăng kia hỏi. Thanh tịnh hành giả, chẳng nghèo niết bàn, tỳ khe phá giới. Lại không vào địa ngục là sao Lúc bây giờ là chuyện gì xảy ra Thì Ngài trả lời là rằng Lúc bây giờ là đã dùng pháp vô sinh Đổ cho tất cả những loài Thai sinh, thấp sinh, nổi sinh, quá sinh ấy vào vô dư niết bàn không còn bóng dáng chi nữa lúc bây giờ thì đâu cần anh nói đến cái từ niết bàn thiên đường cảnh giới chư như lai gì đó ngay bây giờ tâm lặng lẽ như như bất động ngay bây giờ đang ăn trú trong thể niết bàn tích tính hiện tiền rồi đây là câu mở đầu của ngài động sân thiên làm thành cái niềm cảm hứng cho ngài tử thuần và một bài kể kế tiếp của ngài chiếu đường nhất bây giờ mình xóa này ha kiếm thêm chuyện nữa cái câu đầu tiên khá ấn tượng cho chúng ta đó là câu chi phật điện nguy nga nhưng phật thì không linh mình tới chùa <laughs> chùa đại học lệnh việc nhé thế nhưng mà phật nó linh mới là quan trọng người ta thờ bà chúa xứ bà đâu có phải đạt gì đâu gọi là bà đen mà <laughs> thế nhưng mà thiên hạ rủ nhau đi rất đau tại vì nó đã linh cho nên thưa các vị chùa đạo không quan trọng Phật linh <laughs> điều này đúng hay sai đúng nghe quan âm không phải lớn hay nhỏ quan âm linh mới là quan trọng thế rồi từ điều ví von này quay ngược lại thưa các vị hình hài cao lớn đẹp đẽ phương phi nói như tiếng chuông đồng đi đứng đoan trang lễ mạo phước đức rạng rỡ ngời ngời Thế nhưng Phật không linh thì còn có nghĩa gì đâu Hàm nghĩa gì Hàm nghĩa thứ nhất là thưa các vị Điều thứ nhất là trong con người to lớn ấy mà vô trí Cho nên gọi là Phật không linh Điều thứ hai Trong con người kỳ vĩ hiên ngang phước lành đầy đủ ấy Là không có năng lực giác ngộ Điều thứ ba Thưa các vị vô cùng quan trọng nữa là trong con người như vậy mà không có sống được với tâm phật bất động cho nên người ta dùng cái từ khác gọi rằng phật đường nguy nga vòi vội phật đường kỳ vĩ trang nghiêm nhưng phật không linh cũng như cái con người thưa các vị trong thì đẹp đẽ phương phi mỹ mạo nhưng mà hắn là một kẻ vô hồn không có linh hồn <laughs> chỉ nặng và đất xét thế thì còn nghĩa lý gì Điều này thưa các vị mình dẫn ra vài mấy điều để các vị nhận diện nghe. Người xưa hay dùng cái từ này. Thế là cái chuyện đầu tiên chúng ta đi vô là chúng ta nói về chuyện xưa cái đã. Đây là những câu chuyện khá lý thú đây. Chuyện thứ nhất đó là thiền sư Huệ Hải. Ông là môn đồ của Ngài Mã Tổ đầu Nhất. Để đọc cho các vị nghe đoạn lý thú lắm. <laughs> ngài huệ hải nhà ta cũng có cái tên là đại châu nghe đại châu đại châu là địa danh của ông ông xuất gia ở chùa đại vân chùa đại vân ở đại châu pháp danh là ngài huệ hải và từ xa lặng lội tìm tới tham vấn bà tổ cái con người này đặc thù đây mã tổ đạo nhất đời thứ ba sau lục tổ huệ năng nha lục tổ huệ năng sinh ra đời kế tiếp đó là ngày nam nam nhạc hoài nhượng nam nhạc hoài nhượng sinh ra đời thứ kế tiếp đời thứ ba đó là mã tổ đạo nhất mã tổ đạo nhất sinh ra một người nữa cũng làm nên cái sự hưng thịnh cho dòng thiền đó là ngày bách trưởng hoài hải bách trượng quệ hải sinh ra thưa các vị rất nhiều vị thiền sư lỗi lạc đương thời nhưng mà cái việc ta đang nói đó là ngài Huệ hải này tham vấn ma tổ Quát sát tới đến lễ không phải từ đầu tới mạch ngài con từ chùa đại vân tới đây tham vấn ngài ổng phủ đầu nghe không tới đây làm gì thưa ngài con tới đây cầu phật pháp ngay câu này thì chúng ta cũng như vậy nghe Mình đến học đạo với ông thầy Đâu có gì gì khác Đâu cần cơm ăn, đâu cần áo mặc Đâu cần cho tiền Đâu cần cho lợi cho danh Người xưa tâm họ chất trực lắm Tới cầu Phật Pháp thôi Tức là chỉ cho con con đường tu Để con thể nghiệm được đạo Con đoạn trừ phiền não khổ đau Chứng nghiệm được thánh trí thành tựu niết bàn thôi Không có việc khác Tổ nói Khoa báo nhà mình không đói hoài bỏ nhà chạy đi tìm cái gì ta trong đó không có một vật cầu phật pháp cái gì câu này ngài đã chỉ cho ngài Nguyễn hải này phật pháp chưa mới có mớm thôi ngay mới mở đầu thôi kho báo nhà mình không đói hoài bỏ nhà chạy lon làm gì ta trong đó không có gì hết cầu phật pháp cái gì các vị hình dung rằng dạy đạo đức bình thường thì có chỗ để nói này là bỏ ác này làm lành này tu tập này niệm phật này tụng kinh để sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia cho nên có nhiều việc để nói trong khi đạo lý thượng thừa để nhắc nghĩa đế thưa các vị có gì đâu nói tại sao tại vì cái năng lực tu tập cái sự giác ngộ nó có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây ngay nơi thân tâm của anh rồi nếu anh khéo anh quay về Anh đừng có chạy lông bông hướng ngoại ngược xuôi Đừng có tìm cầu cái gì Thì anh nghiệm ra cái Phật Pháp đang có nơi anh rồi Cho nên Ngài nhìn thẳng vào tự tâm Ngài Ngài nói những lời Từ không ngực của mình Tức là từ sự giác ngộ Từ đời sống của chính mình Từ trải nghiệm của mình Dạy liền thứ khác Cái gì là Phật Pháp nơi Huệ Hải Thế rồi Ngài Huệ Hải lễ bái Bạch Ngài Cái gì là kho báo Huệ Hải vậy rất ư là thành thật rất ư chân tình nghe mà tổ nói chính cái ngươi đang hỏi ta đó là kho báu của ngươi đầy đủ tất cả không thiếu thốn gì cả tự do sử dụng đâu cần tiền cầu bên ngoài các vị để ý nghe chính cái người hỏi ta Mình biết câu này giải thích để cho các vị nhân diện nghe chính cái người đang hỏi ta tức là chính nay người đang hỏi ta đó là kho báo của người, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu cần tìm cầu bên ngoài. Thưa các vị. Cái câu khai thị của Ngài Mã Tổ này rất là sáng và vô cùng đơn giản Để từ cánh cửa này các vị thâm nhập vào tự tâm của các vị nghe Mình lập cục đảnh lễ không? Hôm nay kho báo của chính mình người không có chịu khai thác để sử dụng Tới đây tìm cái gì? Ta trong đó không có gì để cho cả Ví dụ như ta có cho Thì ông cũng không thể để vào đâu được Tại vì ông đủ rồi thế rồi ngài quỷ hải cũng như chúng ta ngờ ngợt bạch ngài cái gì là kho báo của chính con hôm nay chính nay chính là ngay hiện tiền cái người đang hỏi ta đó chính là kho báo của người đó thế thì cái ta đang hỏi ngài là cái gì vậy không phải miệng này hỏi không phải âm thanh phát ra không phải cái đầu không phải cái thân không phải những xúc cảm mà năng lực tâm đang quan sát đã nhận biết cái này thưa các vị đầy đủ không thiếu thốn cái gì cả tự do sử dụng không có bị mắc miếu gì cái chuyện gì cả các vị ưng đi thì các vị đi các vị ưng ngồi các vị ngồi các vị đứng đi nói cười bình ổn tĩnh tại trên mặt đại địa này các vị có cần phải ra lệnh không thưa các vị không muốn đi các bước đi đó là cái khả năng nó điều động hình hài này, này cái đó nó vô hình thế nhưng mà, không có nó thì hình hài này không có sinh tồn được nghe. thế rồi, cái tầng thăm sau thưa các vị, này buồn, này vui, này hờn, này giận, vừa có mặt là nói gì lừa, nó liền nhìn ra ngay, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. có cần ai chỉ cho các vị, đây là buồn không? không, tao buồn tao biết ngay, tao buồn. có ai bảo rằng là, ông đang giận, mà tao không biết rằng cái giận đang có trong tao không? không buồn giận bất an ưu tư sầu thảm gì tất cả cảm xúc sinh ra trong ta ta đều nhận ra cả thế rồi những dòng ý thức ta nó đang ngược xuôi đang chạy vại ai nhìn ra nhìn ta ta cũng nhìn ra nghe. thế cho nên trọn vẹn câu này rất ư là sáng nghĩa để chúng ta đi vô ngay chính nay đây hiện giờ này cái đang vận động hình này đứng đi nói cười cái đang nhận biết được buồn vui hận giận cái đang nhìn ra những dòng chữ nghĩ suy miên man ấy cái đó chính là kho báu của ta tự do sử dụng không cần tìm cầu bên ngoài thiền sư sử dụng được nó gọi là thiền sư mười phương chư như lai sử dụng được năng lực này cho nên thành tựu quả chánh giác phạm phu đủ phẩm chất như vậy nhưng mà không chịu sử dụng cho nên kiêu khổ cho nên nhận chìm đời mình trong ba cõi sáu đường tuần tuột trôi trong đục đảo luôn hồi thế thì thưa các vị một câu này thôi ngài huệ hải nhà ta thể nghiệm được cái gì là kho báo chính mình liền sau đó ông làm gì hầu hạ tổ đâu một năm hai năm chi đó sau đó ông trở về việt châu của ông và ứng cư tu sau đó thưa các vị chừng khoảng nhiều năm sau viết ra một cái cuốn gọi là đố ngộ nhập đạo yếu môn và đệ tử của ông nó trình trình ăn trọng <laughs> nó đem nó trình cho mã tổ mã tổ đọc xong nói với đại chúng rằng là việt châu có một viên minh châu tròn sáng lớn người ta nghe câu nói đó người ta mới mày mò tìm ra việt châu viên minh châu đích thị là ngài quế hải đây tại vì ổng ngộ đạo rồi ổng thầm lặng ổng về ẩn cư ổng tu thế thì thưa các vị nhìn được câu này nghiệm ra được câu này thì các vị nghiệm ra được một điều tuyệt vời là ngay trong hình hài sinh diệt đứng đi bình thường như mọi con người đây khéo thì ta liền vượt thoát cái vỏ vô minh lậu hoặc. khéo thì ta không phải là hạng ngu si và ngô khéo thì liền tức khắc ta nhận ra cái kho báo đang chôn giấu nơi này tứ đại này và khi nhận ra được rồi thì chỉ có một việc nó là sống với năng lực Phật hiện tiền thì các vị liền thành đạt được con đường vô sinh bất diệt đây là câu chuyện thứ nhất do một vị thiền sư lỗi lạc là mà tổ đạo nhất khai thị cho ngài Nguyễn Hải câu chuyện thứ hai nó là dính liền với cái Câu mà chúng ta nêu ra đó là Phật Điện Nguy Nga này. Cũng là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Ngài khai thị cho Ngài Vô Nghiệp. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện Ngài Vô Nghiệp nha. Ông cụ này vui lắm. Cũng trong quyển Trung Hoa Chư Thiền Đức. Ngài Vô Nghiệp này, Ngài tới thăm vấn Mã Tổ. À, tổ nhìn thấy tướng đi Vô là thấy thích chí rồi. Tại vì tướng bảo kỳ đặc. Tiếng nói thanh và trong như chuông. Các vị thấy là có sắc, có thanh rồi nghe. Và chưa có lễ bá chưa cả. Mới vừa vô gặp bà tổ thôi là ông đã hạ cho một câu. Ông nói là cao lớn nghiêm chỉnh mà trong ấy không có Phật. Nói gì? <laughs> câu này đây. Phật điện nguyên Nga, Phật không linh đó là cách nói cách thứ hai cao lớn nghiêm trang như vậy đường bệ như vậy mà trong đó không có phật thì cũng giống y như câu phật đường vòi vòi trang nghiêm như vậy mà phật nó không có linh gì hết thế là ngài vô nghiệp ngài ngẩn ra không biết ông già nói cái gì thế nhưng mà thưa các vị tâm hồn rất là chất trực do vậy cho nên quỳ đánh lễ bạch tổ về kinh điển thì con biết đơn sơ 12 phần giáo thì con còn có thể giảng kinh thuyết pháp được Thế nhưng mà con nghe nói rằng là Thiền Phương Nam dạy tức tâm chính là Phật Con chưa hiểu Xin Ngài từ bi dạy cho con Ngay cái tâm là Phật Cái từ này hay lắm nghe Tức tâm Thị Phật Ngay cái tâm này là Phật Con không hiểu được Thế rồi tổ giả cái chi ông cụ này vui lắm nghe yeah. Dạ. ngài nói rằng chỉ cái tâm không biết đó là phật thế thì cái tâm không biết là tâm gì <laughs> các vị câu đầu ta nhớ nè ông hỏi bạch ngài 12 hai phần giáo thì cô còn biết chút ít thế nhưng mà cái câu ngay tâm là phật cô không hiểu được thì hôm nay chính cái chỗ không hiểu đó khéo liễu tri khéo nhận được thì đó là phật đó nếu mình phân tích sâu hơn thì thưa các vị ông cứ tưởng rằng cái sự hiểu biết về ngôn ngữ chữ nghĩa nhưng mà kỳ thực tổ bảo rằng cái đầu nguồn sự nhận thức chứ không phải là cái sự hiểu biết đối tượng đối tượng thì có cái này tôi biết có cái này không biết có cái này màu xanh màu đỏ màu vàng có cái này là buồn là vui có cái này là nghĩ suy có cái này là trạng thái không nghĩ suy gì cả Thì chính cái đầu nguồn của cái tâm nhận biết đó Nó nhận biết đây là cái có, đây là cái không, đây là cái không, đây là cái nhà, đây là người, đây là con thú Cái tâm nhận biết nó là tức là cái chủ thể nhận biết đó, đích thực là Phật Mình giải thích thế này thì dường như là quá hết lòng rồi nghe Quá hết lòng rồi Chính cái chủ thể biết đó là Phật đó Ông kia ngẩn ngờ Tại vì thưa các vị cái chỗ này rất khó thâm đã nghe. Rồi ông là hỏi thêm thế nào là mật truyền tâm ấn của tổ sư tưởng độ sang? Thưa các vị ngài chỉ mà không hội do vì là cái tâm nó đang lung tung nó đang nghĩ suy nó đang có nhiều câu nói trong đây hay nói như chúng ta đang có nhiều vấn đề thắc mắc do vậy cho nên tổ hạ thêm câu thứ hai ông đang ồn ào lắm thôi về đi mai tới đây tôi dạy cho rõ ràng rất tự biết á ồn ào là cái gì nếu như ta thì ta sẽ nghĩ một cách đơn giản là con chỉ hỏi thôi con không có làm gì đó ồn ào đâu có phố chở gì đâu nhưng đích thực là tâm ta đang ồn ào tâm ta đang nguyên thiên tâm ta đang phố chở nghe nó cuồn cuộn nó trôi đằng không ra đầu mối do vậy cho nên tổ đuổi đó thôi về đi ồn ào mai tới đây ta dạy và cái con người này khá chân thật Do vậy cho nên tổ dạy sao nghe vậy Dạ Ngài dạy vậy thì thôi cũng ai cũng đến Thế là lập cục đánh để xong Ba lại là đi Để ra Mới vừa bước ra Ra chưa ra khỏi cửa nơi tổ nói, này nay xa lê Dạ quay đầu là vậy đấy. Nhìn lại Nó hỏi cái đó là cái gì Cái ta gọi liền biết quay đầu nhận thức ngay cái lúc ông quay đầu lại ông nhìn ta Tâm ông không còn ồn ào Tâm ông không có nghĩ suy Tâm ông cũng không có buồn vui Cũng chẳng có Là những ý kiến ý còi Trong đầu về đạo lý Về ý tổ sư tưởng độ sang gì cả Ngay cái trạng thái tâm đang quan sát Đang nhận biết hiện tiền vô niệm nó rõ ràng thường đại đó. Cái gì Thưa các vị con người này Căn duyên rất sâu nghe nghe câu khai thị liền nhận ra cái chỗ ách yếu của thiền đúng ngộ phương Nam tức là ngay cái tâm đó chính là phật thôi tại cái câu hỏi thế nào ngay cái tâm là phật thì tổ liền chỉ ngay cái tâm nhận biết vô niệm hiện tiền đang chiếu sáng không có đối tượng để biết đó cái tâm đó đích thực là phật ngay đó thì ngài liền ngộ được đạo nghe liền đánh lễ Tạ ơn ngài khai thị cho con tổ bảo ông câu cái tình ngu lấy bái mà chi <laughs> hàm nghĩa gì cái lời mắng yêu của một bậc trưởng thưởng nghe đây là câu chuyện thứ hai để ta nghiệm ra một điều rằng nếu không thấy được đạo không nghiệm ra được đường vô thì dù anh kỳ vĩ hiên ngang cao thức 8 thức 9 Dù anh nói tiếng thanh như chuông Dù anh đẹp đẽ bí mạo ra làm sao Vẫn là Phật điện quý Nga Phật không linh <laughs> Phước bao nhiêu thì cứ phước Thế nhưng Nhiều lắm là anh chỉ là con người mang cái xác này đi trên vàng đại địa 90 năm, trăm năm là anh trả nó về các buổi phụ du. Anh lại xin đi xin về trong ba cõi sáu đường thôi, không tốt gì cả anh hưởng lợi hưởng danh hưởng dục lạc giữa nhân thế anh sống sang cả ra làm sao thì mặt không có dính chi với chuyện này đâu nghe anh có tướng đẹp ra làm sao bằng vị thiên đế cũng thưa các vị cũng gọi là cái ngu tại vì thưa các vị chỉ thấy ta là hình hài thế thì chắc chắn rằng là mà ta sống với hình hài chết với hình hài chìm theo với nghiệp cho nên nhìn người xưa để chiêm nghiệm rằng không thấy được đạo đi vào con đường tu tập thì mình lanh quanh bỏ một đời rất tội nghiệp nghe thêm chuyện thứ ba nữa cho nó dài dòng <laughs> chuyện thứ ba đó là chuyện của ngài thiền sư thần tán cụ này vui này gần gũi với câu chuyện ta đang nói hơn nữa. cụ đi hành cước gặp ngài bách trưởng hoài hải đây là đối pháp bách trưởng nha ngộ đạo cái nhân viên ngộ đạo là sao người ta không biết <laughs> thế nhưng cái nhân viên khai thị cho bổn sư ông thì nó có nhiều điều lý thú ở đây sau khi ngộ đạo hầu hạ ngài bách trưởng thời gian đạo pháp đã chính chắn và thầy bổn sư thì già yếu rồi Không có người nuôi nắng Cho nên ông về nuôi bổn sư lúc tuổi già Các vị thấy rằng thiền sư cũng có hiếu lắm nghe Chứ không phải vẫn hiếu. Và về tới chùa Thầy hỏi trên đây mi lâu nay đi hành cước Đến đạo tràng này đạo tràng nọ Rồi học được cái gì cái kiểu mấy ông thầy hồi xưa mà Đối với đệ tử thì dường như Vẫn buôn đời vẫn coi nó đệ tử thôi Nó con đi không về rồi chứ có học được cái chi đâu nó cái đồ vô tích sự <laughs> tưởng đi học thiền chỗ đó chỗ kia được cái này cái nọ chứng được thiền được định quá là không được cái gì hết dạ mới đi làm thi giả như ngày xưa cho ta thế rồi ông già cũng già rồi tắm thì phải có người kỳ cọ cho nên kêu thi giả vô lấy nước đàng hoàng kỳ lưng cho ta như ngày xưa lúc Thôi còn mới vô tu thì cũng kỳ lưng cho thầy những lúc tắm Ngài thần toán người ta vô kỳ cỏ cái lưng Thấy ông già bốn sư 70 ngoài 80 rồi Tướng cũng mập cũng đẹp Kỳ lưng dỗ cái lưng <laughs> Phật đường nguy nga Vội vội vậy mà Phật không linh <laughs> Đây y câu này đây <laughs> Ông cụ nghe giật mình Cái thằng này nó nói gì kỳ ha Quay mặt ngó lại là... Anh hạ thêm câu nữa Phật tuy không linh nhưng mà phóng quang <laughs> <laughs> phóng quan không phóng hoàng nha. nhìn là phóng hoàng. năng lực nhận biết của các vị nó mở ra thì làm bằng cái thấy nơi mắt mở ra làm bằng cái nghe nơi tai do vậy thưa đại chúng Phật dù không linh nhưng mà bất thần tất cả những cái nhân viên bên ngoài tác động thì Phật liền phóng quang, tại vì cái năng lực nhận biết thưa các vị nó bị che bởi cái lớp màng của buồn của vui của hờn của giận của lo lắng bất an do vậy cho nên ta cứ thấy ta là buồn là vui là hờn là giận ta cứ thấy ta là những suy nghĩ trong khi không buồn vui không hờn giận như hiện tiền năng lực biết của cao thì có không vậy nếu không có thì chết mất rồi nghe nó vẫn hiện diện nó vẫn sờ sờ vẫn rõ ràng vẫn thường tại cho nên các vị mới sống động ngay bây giờ ngay nơi đây rõ ràng rằng là ta đang hưởng dụng cái năng lực phật nơi chính ta ảnh văn minh tự hữu đang phóng ra mà ta không có nhận ra cái năng lực này đích thực là phật do vậy cho nên ngài thần tán ngài khai thị bổn sư dỗ lưng cái nói một câu kỳ lạ ông nghe cái chú nhỏ này nó nói gì lại, lạ quay mặt ngó lại ông hạ thêm câu thứ hai khai thị cho thầy đệ tử khai thị cho thầy nghe Phật tuy không linh nhưng mà biết phóng quang <laughs> Nhìn là phóng quang rồi Và thưa các vị Ông già cũng khá là tinh tế Cho nên Sau đó tắm xong hỏi này Ta hơi thiệt mới nghe Mi đã Thấu đạt được đạo lý gì Mà ta nghe mi có một cái giọng nói hơi kỳ lạ Thưa các vị thêm những câu chuyện nữa Mấy ông mới hại câu này Mình quên đi kể tiếp luôn để cho các vị nghe Sau đó qua cho thầy buổi trưa ông đang đọc kinh hai lần khai thị rồi ông hơi hơi ngạc nhiên mà chưa có tiện hỏi thôi lần thứ ba hầu bổn sư đang đọc kinh thế rồi có một con ruồi nó bay vô nhà nhưng mà nó không biết đường bay ra nó nhà ngay cái chỗ cửa sổ dán giấy hơi sáng sáng nó cứ đâm vô cái cửa mở trống mà nó không chịu bay nó cứ nhắm cái cửa hơi sáng sáng từ đường cũ nó quen thói rồi cho nên nó cứ đâm đầu vô cái ô cửa đã dán giấy ra giống như chúng ta có cửa lứa vậy lui ra xa đâm vô lui ra xa đâm vô thế là thần tán nhà ta nhìn thấy cái cái đồ ngu cửa trống mênh mông không chịu đi đâm đầu vô cái chỗ giấy cũ làm gì ông nghe dường như nó nói ta thì phải <laughs> không mơ quá cảm xúc không môn bất sản xuất đầu sông giả thái si cửa không trống giống vậy không chịu đi mà lại đâm đầu vào cửa sổ là sao thiên niên tàn cổ chỉ hà nhật sức đầu thì và chép tặng cho cái bài kệ đó để cho các vị học thuộc lòng nghe đừng có thiên niên tán cổ chỉ đó không môn bất khẳng xuất đầu sông giả thái si thiên niên tán của chỉ hà nhật xuất đầu thi không môn bất khẳng xuất cái cửa trống rỗng cửa không không chịu bay ra mà lại đâm đầu vào cửa sổ đúng là ngu đúng là ngu thái si là rất ngu nghe không nói mạnh thế này thầy uống sư không có tỉnh đâu cho nên phải nói phải nói như thế này thôi thiên niên tán cô chị tức là một ngàn năm vui đầu vui giấy cũ thì cũng đừng có mong đợi cái ngày được ra khỏi cho mất công hà nhật xuất đầu thì không mong mỏi gì cái ngày ra khỏi cái lòng giam nhốt trong căn phòng này cho mất công thưa quý vị ông đọc bốn câu kệ này cái ông thầy uống sư xếp kinh lại không đọc nữa giọng điệu này giọng điệu với thượng rồi nó nói mình đây cho nên xếp kinh lại này ta hỏi thiện ngươi nghe ngươi đi tham vấn các bậc thiện như thức ngươi ngô được cái gì mà ta nghe hôm qua tới nay ngươi nói bao nhiêu điều ngôn ngữ người rất lạ thế là bấy giờ ngài thiền sư thần tán quy đảnh lễ sư phụ bạch thầy con được bậc thiện duy thức là ngài bách trưởng hoài hải khai ngộ con nó thấy được não đi, thấy được đường về, biết cách đoạn được sinh tử phiền não. Do vậy cho nên con muốn đền ơn thầy, con không biết làm sao. Xin thầy cho con sám hối. Ông nói, ờ, à, quá ra người thấy được đạo. Thế rồi đánh trống, tập chúng, bảo rằng là đệ tử tôi, nó tham thiện ngộ đạo rồi, tối nay các vị tập trung về nghe nó giảng pháp. Các vị thấy rất tuyệt vời nghe. Thế rồi tối đó và sau đó thì nhường cái trụ trì lại cho Ngài Thần tá để cho Ngài giảng dạy thiền đạo giúp cho những người có nhân duyên được khai ngộ. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng chúng ta nhìn vào chuyện người xưa thì nhìn lại mình để thấy rằng dường như mình không thua ai cả. Thân cũng đường bể như ai, gọi rằng vòi või nguy nga thì chưa phải phật điện vòi või nguy nga thế nhưng mà đủ năng lực để có thể làm cho phật mình phóng hoàng mà chúng ta lại cam tâm để cho phật mình u ám cam tâm để cho phật mình hống linh đây là lỗi rất lớn của một người mang thân phận quý giá vô ngần của ngàn vạn kiếp đi cõi tử sinh mới có được mình hài nghe đây là nhân chuyện xưa khơi lại nơi đây, để chúng ta cùng chiêm nghiệm đời sống của chúng ta. không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả dạ thái si, thiên niên tán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. đó là mình kiếm chuyện xưa. thế là đã có chuyện xưa. thì cũng phải có chuyện nay nữa chứ phần b của vấn đề chuyện chúng ta nghe bây giờ mới kiếm chuyện nhau đây <laughs> thưa các vị chuyện chúng ta là chuyện phim dài nhiều tập nói ngoại hóa đâu nghe chuyện thứ nhất hình dung rằng mình đầu tư sinh mạng quý giá cho nghiệp địa ngục cái này không phải hù nhau đâu cái này là lẽ thật nghe hãy nhìn rằng trong một ngày của chúng ta, tâm chúng ta nó bị bóp chặt, nó chìm liễm cái nỗi khổ, hoặc nó bị bất an, bị lo âu, bị sầu thảm, thưa các vị dường như ta chưa bao giờ nghiệm ra rằng cái trạng thái tâm chìm vô buồn dẫn bất an ưu tư sầu thảm là mình đang giam nhốt đời sống mình đang đo đài đời sống mình hay nói cách khác đó là đang nhận chìm mình trong địa ngục thế là hỏi nhau rằng là đời sống của ta cho dù ta đã biết đạo chút 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 đó biết tu đó nhưng mà các vị có thoát được những trạng thái tâm hành như thế này không đôi khi chưa thoát nghe đôi khi những cái việc nhỏ xíu thôi mà chúng ta cũng cảm thấy lòng mình rai rất bất an cái chuyện buồn nhận cái thương lớn thì đôi khi ta còn có khả năng đề phòng thế nhưng mà những chuyện nó xảy ra đôi khi nó làm thương tổn ta, làm mất lòng ta và nó làm trái ý ta vân vân thưa các vị điều này dường như nó là một lẽ thường trong đời sống và khi các vị nhận ra tâm hành của mình nó đang lâm vô tình trạng thế này thì nói theo ngôn ngữ thầy Phước Tịnh tức là nói theo ngôn ngữ mình đang viết ra đây đó là mình đang đầu tư sinh mạng quý giá của mình một cuộc đời vô cùng là giá trị của hàng triệu kiếp mới có được hình hài mình lại nở lòng đầu tư đời mình cho cái nghiệp của địa ngục nghe tại vì khi ta để cho buồn cho giận cho ghét cho thương cho ưu cho tư cho phiền cho não cho bất an cho căm thù cho giận dữ cho ganh tị nhỏ nhoi thì biết rằng là ta đang từng chút từng chút một đầu tư đời sống mình cho cái nghiệp tương lai là đi vào cảnh giới tối tập đây là từ chuyện người xưa nhìn lại hình hài ta cũng đường bể nguy nga và đời sống ta không kém gì người xưa thế nhưng mà ta lại quá ư vụng về ta nở lòng quỷ hoại đời sống mình một cách không thương tiếc điều thứ hai nhẹ hơn là thả trôi vào cụ tuyển sinh nghe mình hình dung rằng trường pháp này dành cho một số người có phước điền số người thứ hai là biết tu tập đây là sẵn phước đây có học phật trên nền tảng phước điền mình đã tạo từ nhiều đời Do vậy cho nên kiếp này có sẵn một đời sống đủ cơm ăn, đủ áo mặc, thân thể đủ khỏe mạnh, đủ đẹp đẽ trong một môi trường một điều kiện tốt lành không có bị chiến tranh hoạn họa quả, thiên tai tặc ách gì cả tức là đủ những điều kiện tốt lành nhất để có thể tu tập thế nhưng mà mình thả trôi bồng bềnh do vậy thưa các vị đành rằng có phước bao đời đi nữa thế nhưng mà anh không biết rằng là tất cả phước lành ấy dù cho có một núi vàng thế nhưng mà không tạo thêm thì chắc chắn rằng núi vàng cũng sạch trường hợp thứ nhất xảy ra đó là mình sống bồng bềnh hưởng phước điền trường hợp thứ hai có được nhân duyên lành hơn đến cái công trình học Phật pháp thì mình cũng làm được một điều nuôi được phước điền để lớn dậy từng ngày từng ngày cũng là cách thả trôi vào cụ tử sinh nghe tại sao thưa các vị nhiều lắm sinh lên cõi trời nhiều lắm có được một triệu năm của thọ mạng thế nhưng mà khi hết phước rồi cũng trôi vào cụ tử sinh cho nên có học phật có nhân viên đủ phước điền có chút ít tu tập nhưng mà tu tập trên cái tầng càng có phước Hưu lậu thì ta vẫn dâm cái hạt giống sinh tử trong ba cõi sáu đường lên thiên giới rớt nhân gian rớt xuống ngã quỷ vân vân quay tròn như vậy có thể có tự thọ tới triệu triệu năm nhưng mà cuối cùng vẫn không thoát được bàn tay của ma vương dắt cổ đi vào ba cõi sáu đường đây là phần thứ hai phần thứ ba ví thử đủ nhân duyên học hiểu pháp giải thoát nhưng thiếu ý chí dũng lực thưa đại chúng trường hợp này là trường hợp bồng bềnh của chúng ta nghe đủ nhân viên học pháp giải thoát nghe kinh thượng thừa nghe thiền đấu ngộ biết rõ được con đường này sinh tử nè con đường này sống được với trạng thái tâm nhận biết hiện tiền thì có thể cắt được phiền não lầu quật có thể ngay hiện thời chứng nghiệm được trạng thái giải thoát thế nhưng nghe là một việc làm là việc khác nghe có khi nghe quá nhiều rồi tưởng như mình đã đắc <laughs> tưởng đâu mình đã sống được nhưng kỳ thực chưa từ cái chuyện nghe hiểu Phật pháp để đi vào công trình tu tập nó là một chiều dài không phải đơn thuần điều này không dành cho người thiếu ý chí thiếu dũng lực Do vậy, thưa các vị, đủ nhân viên học Phật Pháp, học đây không hẳn nghĩa là học chữ nghĩa ngôn ngữ, không phải học đạo đức đời thường, mà học đây học vô kinh văn liễu nghĩa thượng ngừa, học vô thiền nổ ngộ, liễu đạt được tư thể tâm ngay hiện tiền, vốn là thể vô sinh bất diệt, thế nhưng mà cái dũng lực của ta, ý chí của ta, bản hoài của ta, nỗi niềm thiết tha, tu tập của ta dường như nó chưa dâng lên. Cho nên học để tăng trưởng một sự hiểu biết nhất định, sống bồng bềnh, vuốt ve những cảm xúc buồn vui. Và ngang nó đủ rồi. Sống an lạc, không có buồn giận ghét thương nhiều, hưởng thụ dục lạc của cuộc đời. Chấm dứt. Thế thì thưa các vị, thiếu dụng lực thiếu chí thì không thể đi đến đâu, không thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ nghe. Cuối cùng thì chúng ta vẫn là những con người lây quay trong cuộc tử sinh thôi đây là ba nét quy chiếu về chuyện chúng ta để cho các vị nhận diện rằng mình đang ở mức độ nào nha nếu chúng ta là những người có đủ năng lực đủ ý chí thì cái chuyện đó là chuyện khác thế thì mình bước vào cái phần c của vấn đề mình mới khai thác về hai phần mình muốn khai thác về cái điều này để cho các vị đi vào pháp thực tập nha người xưa khác như ta nó có hai phần ở đây một là giống tức là cái từ diễn hán Nó gọi là đồng á hay là dị mình nhìn lại mình nó chẳng ra rằng là ta với người xưa có cái gì giống nhau và có gì khác nhau nghe liệt kê ra đây thứ nhất hình hài thứ hai hoàn cảnh sống thứ ba là tâm thức các vị nhìn coi là hình hài người xưa với hình hài của các vị tuổi thọ của người xưa với tuổi thọ của các vị có gì khác nhau không đôi khi cái điều kiện đời sống mình bây giờ hơn người xưa rất nhiều nghe người xưa đói kém tả tơi quản quả, dịch bệnh, vân vân Và cái điều kiện y tế không bằng chúng ta hiện tại. Cái ngưỡng cửa tuổi thọ bây giờ người ta cho bé sống tới trăm tuổi là bình thường nghe. Nhiều người già ở Mỹ này không bước vào ngưỡng cửa trăm tuổi, trên trăm tuổi. Dường như không phải ít. Thế thì về lĩnh vực hình hài ngoại vi thì thưa các vị ta không có gì để than phiền. Nhìn lại ta và người xưa thì người xưa có khi tuổi thọ ngắn hơn chúng ta tôi đọc các vị thiền sư tôi thường thường nhìn năm xanh của ông năm mắt của ông là tôi cộng thử coi ông sống bao nhiêu nhìn thấy 70 80, 60, 40, 50 90 thưa các vị rất khó đạt đến ngưỡng cửa trên trăm dường như vài người thôi nghe trong khi xã hội hiện tại thưa các vị người sống trên trăm rất nhiều thế cho nên về lĩnh vực này không thua có khi còn hơn nghe thứ hai, hoàn cảnh sống. Không chiến tranh, không hoạn họa, quạ, không đói khát, không đi ngang qua cái dòng lịch sử đau thương như người Việt mình trước 75 đó, các vị biết rằng bom đạn đi đâu Người sống giữa lòng thành phố, người sống ở quê, thưa các vị, nỗi niềm sợ hãi hoảng loạn bất an dường như là điều này nó xảy ra chung cho cộng đồng cư dân người Việt trên hai miền đất nước chứ không phải trên nửa miền đất nước phương Nam đâu miền Bắc thì người ta xông vào cánh tay xin bắt tử Nam nhiều đoàn quân tấn công vô Nam bằng một chiến thuật biển người chết người như rã người phương Nam thì thưa các vị đành rằng chúng ta vẫn chết chóc nhưng mà đối với lịch sử mà cộng lại thưa đại chúng rằng là ta chết nhưng mà cái số lượng người không đến đổi lâm vô tình trạng vận dụng cái chiến thuật biển người hy sinh con người để giành cuộc chiến thắng do vậy cho nên tương đối là nền để nhất định nhị cộng hòa cái sĩ số của những người quân đội thiệt mạng thưa các vị nó có một giới hạn nhất định điều này ai đọc lịch sử cũng biết ngay nhưng mà đó là cái chuyện nhân gian mình không cần bàn làm chi mình đang nói cái chuyện này hoàn cảnh sống của ta và thế hệ trước ta và các bậc thiền sư tiền bối thưa các vị rõ ràng rằng các vị đang hội tụ đủ điều kiện tuyệt vời để tu nghe không đói cơm không khát nước không chiến tranh quặn hòa, quả, vân vân đủ ăn đủ mặc người xưa trước ta chừng vài thập kỷ cỡ các bậc thầy hòa thượng lớn đã ra đi hết thì các vị biết rằng không có cái bóng đèn sáng để học Đừng nói là những cái phương tiện máy móc như hiện tại nghe. Thế nhưng về điều thứ ba này, giảng tâm thức này, thì cái chuyện rắc rối cho chúng ta đây. Điều thứ nhất, dường như tâm thức ta yếu hơn. Cho nên cái thứ ba này, ta thua người xưa. Người xưa, có lẽ trong điều kiện khó khăn của hoàn cảnh, trong điều kiện của một đời sống không tu thì không thể vượt thoát nỗi khổ và điều vô cùng quan trọng là cái nội lực nuôi dưỡng bồ đề tâm của các ngài có khi các ngài đã qua những kiếp đã đầu tư đời mình cho công trình tu tập do vậy cho nên cái lực dụng của các ngài mạnh hơn ta với những yếu tố tâm thức như thế này cho nên về cái lĩnh vực tâm thức của các ngài mạnh hơn ta đây là cái điều mình thua người xưa khác biệt với người xưa nghe hai phần này thì có thể bằng hoặc hơn nhưng phần này dường như ta rất khác biệt so với người xưa do vậy nhìn vào đây để chúng ta nhận diện được một điều điều thứ nhất nơi ta là ta chưa chán tử sinh nghe cái sự khác biệt của người xưa với ta là người xưa thì họ chán sợ tử sinh còn ta thì chưa sợ chưa sợ tiếng sinh điều thứ hai chưa sợ phiền não luôn và điều thứ ba không thấy cái nhu cầu tu là cấp thiết người xưa ta dùng cái từ là cần tu như lửa cháy đầu lửa nó đang phừng phừng cháy đầu anh anh có cần phải hỏi người hàng xóm rằng tôi làm sao tôi chữa lửa không <laughs> hỏi người ta bài cho cái cách thì chết mất tiêu rồi. cho nên thưa các vị, lửa đùng đùng trái đâu thì còn có thể là toan tính lấy tiền lấy bạc Các chỗ nào chỗ kia chạy nhưng mà lửa đang trái trên đầu trên tóc của anh thì chỉ có một việc đó là phủi liền. do vậy. nhìn ra thì thưa đại chúng rằng là đối với chuyện sinh tử Nói dài trong trường biển kiếp ta chưa sợ do vậy cho nên có một hình hài đầy đủ những điều kiện tu ta chưa biết bắt đầu đi vào con đường tu tập. Nếu chưa biết đạo, thôi tha cho. Thế nhưng mà đã biết đạo rồi lại chưa khởi được tâm kính sợ cái nỗi tử sinh đang rượt sau lưng từ ngày, chưa sợ cái chết rượt sau lưng từ ngày mà dành trọn vẹn thời giờ cho công trình tu thì điều này dường như không có trách thần linh được đó nghe. Cái điều tức cười mình làm ông thầy nhiều khi mình không biết phải nói làm sao nghe Bình thường nó không tu gì hết. Giải khôi, căng tiếng, chẳng buồn học. Thế rồi, buồn nè, tầm cảm nè, mất an nè, khổ sở nè. Nó tới khóc lóc, thầy cứu con. Bây giờ con làm sao để con vượt thoát được cái nỗi trầm cảm. Người thân con sắp đi, vợ con nó bỏ con. Ồ, thưa các vị, mình có phải thần linh đâu mà mình giúp được cái chuyện này. <laughs> Và nói một lời mạnh mẽ thì mất lòng nha. Còn nói những lời để đưa về vuốt thì thưa các vị dường như là mình cũng không có khả năng làm điều này. Cuối cùng là chỉ là một việc đó là nói một lần để cho đừng bao giờ tới gặp tôi nữa cho mất công. Các chiếu ngồi đi Không tu thì ráng chịu Chết thì chuyện bình thường ai chẳng chết Bố tôi cũng chết Ông nội tôi cũng chết Mẹ tôi tương lai cũng chết trong tương lai tôi cũng chết Người thân tôi cũng chết Đâu ai tránh khỏi đâu Và thiên hạ 5 tỷ con người trên hành tinh này Có ai thoát khỏi tình trạng là người thân chết không? Không Thế nhưng mà thiên hạ tôi vẫn sống Tôi vẫn đi tới Tại sao mà mình chưa phải là lâm mô cái tình trạng là tất cả người thân mình chết mà mình đã lâm mô trầm cảm vậy chứ thưa các vị chỉ có khùng mới làm điều này nghe một sinh mạng quá quý giá Tại sao anh không tận dụng điều kiện anh đang có Anh làm giàu có đời sống anh Giàu có tri thức của anh Giàu có năng lực giác ngộ của anh Giàu có cái năng lực Nhẫn lực của anh Và hùng lực dân lên là lây quay thưa các vị Đợi tới, tới lúc khổ Bình thường ta không có cảm thấy Cái nhu cầu cần học hỏi Cần tu tập Cần mở rộng nhận thức gì cả Đợi tới lúc khổ tràn ngập Rồi ta mới bắt đầu quản lõ mất an Tình trạng này tình trạng chung nha không sợ tử sinh và chừng nào tử sinh nó tới đừng nghĩ rằng ngày mai đừng nghĩ rằng năm tới mà hãy nghĩ rằng nó có mặt ngay bây giờ có thể chúng ta gặp nhau nơi đây rồi sau buổi học chúng ta chia tay vĩnh viễn ai làm gì nhau chữ này không hứa được đâu nghe cho nên từ hai điều này ra không thể cách nào giúp cho anh vượt thoát khổ một là anh sợ chết sợ tử sinh hai anh sợ mất sinh mạng mất sinh mạng là đâu có điều kiện để tu nếu không sợ tử sinh thì người ta không thể phát được bồ đề tâm không thể tu tập đây là điều thứ nhất điều thứ hai dường như mình bị phiền não nhẫn chìm mình đã bao đời rồi ngay một đời này có đôi khi mình bị nhẫn chìm trong khổ đau trong phiền não trong bất an trong trần lụy và mình cũng đã từng trầm cảm, từng thất vọng, từng thất tình luôn. Thế nhưng mà dường như mọi việc nó qua rồi cái mình thấy cái chuyện đó chắc nó qua rồi không bao giờ tới. Đừng nghĩ như vậy nghe. Mọi việc nó có quyền xảy ra. Anh không có tánh được đâu. Do vậy cho nên người sợ phiền não thì mới có khả năng khởi phát bồ đề tâm. Chán phiền não. Không muốn phiền não dây dưa và đời sống mình đã quyết một lòng ngay bây giờ. Một đời này đoạn đức phiền não thì người đó mới có khả năng nếm hương vị chánh pháp tu tập và thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Còn nếu vẫn còn đông đưa với phiền não vẫn còn hò hẹn với tử sinh thì đừng hòng bước vào con đường tu mất công. Điều thứ ba khi chưa có chán sợ phiền não khi chưa có khiếp vía trước sinh tử thì thưa các vị không nhận thấy con đường tu là một nhu cầu cần thiết điều này nó phát sinh ra nhiều vấn đề trong đây nghe khi anh có lực dụng trong công trình tu tự nhiên anh có được niềm hỷ lạc tự nhiên năng lực tu nó làm thành cái sức đẩy lúc bây giờ thì anh sẽ cảm thấy rằng là không có gì ngoài con đường tu hết không có niềm vui nào bì được với việc tu không có chuyện hợp bạn họp bè nào bì được được với việc tu không có chuyện hưởng thụ dục lạc nào bì với việc tu không có chuyện ai thương mến anh bằng với việc anh dành thì giờ lo cho chính bản thân anh nghe không có việc rằng là vì chuyện nọ vì chuyện kia vì chuyện a chuyện b gì mà bỏ b cái năng lực sống được với đạo tu từ ngày tóm lại ta có đủ điều kiện như người xưa nhưng mà cái phần ta thiếu đó là Nỗi chán sợ phiền não ta chưa có Nỗi kinh hoàng trước con đường tử sinh ta cũng quên mất Và ta cũng chưa nếm được hương vị của Pháp hành trì Để thấy cái nội lực của con mô tô tự nó dắt dẫn ta Và nó làm thành cái niềm hỷ lạc Làm thành hương vị chánh Pháp Làm thành cái sự hùng mạnh với cơ thể để mình tiến bước trên con đường tu Cho nên đây là những điểm khác biệt với người xưa đây đó là vấn đề thứ nhất lang thang đủ tới giờ rồi tuy nhiên còn 10 phút nữa mình sẽ đi vô vấn đề thứ hai nha đó là chỉ một ở trong đây hai bài kệ có một bài đó là từ thiên thai cho đến tây xuyên chỉ một thân quyến mà thôi nghe và chủ đề này chúng ta khai thác đó bằng mấy nét mấy thứ nhất các tầng nhận thức sai biệt nó đưa đến điều thứ hai là các cái tầng tu nó có nhiều tầng nữa đây cái tầng đầu tiên là chúng ta như nhau nghe tầng thứ hai là càng đi vào chiều sâu Chiều cao, càng cách biệt. Đạt tới cuối cùng, thể nghiệm đường đạo thì có thấy như nhau. Đó là mình chia ra 3 tầng. Thế rồi, giải thích đôi nét về điều này. Thưa các vị, chỉ một nhà từ thiên thai đến tây xuyên thưa các vị chỉ một mạch núi dính liền nhau thôi rồi quy vào đạo lý con đường đi địa ngục con đường sinh thiên giới thưa các vị chỉ là con đường đi tới hoặc đi lui thôi nghe chưa thể vượt thoát được từ điều đó là chúng ta nhìn ở mức độ cạn nhất về sự nhận thức thì các vị nhìn ra rằng là dù anh có là người chứng thánh tôi là người phàm phu tham mê dục lậu thế nhưng cuối cùng rồi thì chúng ta cùng giống nhau ở chỗ là bỏ hình hài này vào các buổi thôi mang một sinh thân có sinh thị có việc khác biệt gì nhau do vậy cho nên là cái tầng thấp nhất thưa các vị thì chúng ta đều giống nhau và nếu người đạt đến cái thấy người đạt cái thấy như thế này thưa các vị đời sống họ không có gì ngoài cái chuyện là nhìn tôi đời này thôi tôi là đời sống tôi là vật chất từ vật chất tạo thành đời sống Rồi đời sống mất đi Rồi trở về vật chất phù du Do vậy cho nên cái giá trị đời sống của họ Nó tương ưng với những loài động vật Có mặt giữa tầng đời Đạt tới tầng thứ hai Thưa các vị khác biệt ở chỗ Khi tri thức mở ra Thì người ta nhận ra một điều rằng Sở dĩ con người Được gọi là con người là do vì Có đạo đức Có nhân ái Có trách nhiệm và khi họ nhận ra điều này rồi Đời sống họ bắt đầu thăng hoa Do vậy cho nên ngoài cái việc là Hưởng thụ đời sống chính từ thân họ Về những cái nhu cầu vật chất cần thiết Dục lạc cần thiết Họ còn làm được điều rằng là Vị tha Khi có tâm vị tha Có tâm vì người thưa các vị Thì họ có trách nhiệm với sự tồn vong của nhân loại Trách nhiệm với bằng hữu trách nhiệm với người sinh ra ta trách nhiệm với con cái của ta và những người thân của ta cho nên nó mới bắt đầu xây dựng cái nền đạo đức rồi tôi có trách nhiệm với anh cho nên tôi không nỡ làm cho anh buồn anh bất an tôi có trách nhiệm với con cái cho nên sinh nó ra tôi không thể vứt nó vào nơi nào khác tôi phải nuôi nó trưởng thành dạy cho nó thành người để cho nó đừng trở thành cái tên quỷ dữ thế thì thưa các vị Bước thứ hai, tri thức phát triển. Nhận thức lên cao thì cái nhân cách người ta bắt đầu nó hướng đến một cái chiều hướng chân thiên mỹ càng ngày càng cao hơn. Do vậy cho nên, thưa các vị, ở chiều sâu, chiều cao này, càng tạo thành khoảng cách của đời sống nghe Có hèn, có sang, có cao quý, có sinh thiên đường, có xuống địa ngục, có cầu sinh niết bàn và có thành đạt được sự nghiệp giác ngộ Chứ không phải là Niết bàn sinh tử đều mộng mị Đều như qua đứng hư không Không có Cái trường hợp thứ hai này Nếu tu tập Cái kiểu phất phơ như chúng ta Trải qua bao nhiêu kiếp Triệu kiếp còn có đường hồi Mới có thể nuôi dưỡng được Chiều cao và chiều sâu Của một tâm thức Trưởng thành từ tình cảm Trưởng thành lý trí Trưởng thành trí tuệ Trưởng thành đời sống tâm linh nghe Cuối cùng. Đang đến với vị Phật rồi thì thưa các vị, nhìn bình đẳng đều như nhau. Tại vì trong mỗi con người phàm phu sinh tử ấy đều có cái thể Phật, nhất định do vậy cho nên những câu nói không có thiên đường, không có địa ngục, không có niết bàn, không có sinh tử, không phải ở cái tầng thứ hai này nói trăng nói củi đâu nghe. Mà cái tầng đó là cái tầng đạt ngộ tột cùng Cái tầng đó là cái tầng đã chứng nghiệm được triệt ngộ bản tâm Thấu đạt được lẽ quyền quy của đất trời Đoạn sạch hàng mầm tử sinh ưng sống thì sống ưng chết thì chết Chứ đừng nghĩ rằng mấy ông tiền sư vớ vẩn Nó trăng nó cụi không có niết bàn không, không có sinh tử Mà làm được gì chưa đâu Đừng nghe những thầy trẻ nói trăng nói cụi về cái chuyện không có tội không phước mình tin thưa các vị đừng bao giờ các vị bị lầm lẫn về điều này. Tại vì càng đi vào chiều sâu của công vô tố bao nhiêu. Người ta càng thiết lập một cái nền tảng khước lành căn bản bao nhiêu nha. Từ nền tảng căn bản đạo đức làm người. Bố thí, cúng dường, ăn chay giữ giới, kính Phật, trọng tăng. Làm mọi thiện sự không một pháp lành nào không là mấy cái tên vớ vẩn Mới coi thầy bằng bạn thưa các vị đừng hòng tiến bộ trên đời sống tâm linh ngay. đôi khi mình học vớ vẩn vài ba bài pháp mình tưởng rằng ngang cái chiều này rồi đến chiều này thưa không cái chiều phía giữa này tức là cái giai đoạn này là giai đoạn của một hành trình vô cùng dài của một tâm thức phàm phu như chúng ta đi dần đi dần để có thể chứng nghiệm được thánh trí nếu cái nền chưa được thiết lập cái niềm tin chánh pháp chưa sinh khởi sinh hoạt đời thường chưa đặt trên nền tảng nhân quả tổ phước và chưa biết trân quý từng pháp lành nhỏ nhặt thì đừng hòng bước vào cái tầng chiều sâu của đời sống tâm linh nghe do vậy cho nên thưa các vị những tầng nhận thức sai biệt này nó làm thành những tầng tu sai biệt nghe tu xe viện là sao thưa đại chúng từ bước cạn nhất là tu nhân đạo cái đã có được trái tim lương thiện có được tấm lòng nhân từ sống đời sống tử tế là đã một sự tiến bộ lớn rồi nghe đôi khi mình thấy những anh chàng phật tử anh nói thì nghe như thánh nhưng mà anh chưa bao giờ biểu hiện được cái sự tử tế của anh ngay cái đời sống bình thường cư xử với một số các thầy thôi là đã thấy cái xử sự, sự, của ảnh nó vô cùng là kỳ cục rất là khó ưa làm. thế thì thưa các vị đừng bước vào cái cổng chùa sống đời sống tâm linh được cho mất công tại vì cái nền tảng bình thường của nhân đạo chưa thiết lập mà thế cho nên tầng tu đầu tiên đây là cái tầng căn bản là thành phước điền hữu lậu làm thành một con người dễ thương làm thành một phật tử chân chính làm thành chánh kiến để các vị đi vào con đường tu tập điều thứ hai bắt đầu học phật thưa các vị trở thành một người học phật chân chính khởi phát niềm tin tam bảo vững vàng và cái bước đường đi vô để trở thành một người phật tử chân chính một người có tu tập thực sự thiết lập được nền tảng thì không thể bỏ qua được cái phần chi kính Phật trọng tăng bố thí cúng dường mở lòng vị tha và bắt đầu học pháp từ học pháp của thinh văn thừa kế tiếp là đi vô đại thừa và cuối cùng thì nếm hương vị thiền tông nghe đây là bước vô cùng căn bản nếu ta chưa từng đi ngang qua hai thưa các vị nó trăng nó củi cho vui hoặc là làm thơ làm thẳng miếng nách cho vui nhưng mà kỳ thực vẫn là môn ngoại hán vẫn là cái đứng ngoài tệ nhất vẫn là cái khó ưa chưa nói gì có thể thành người dễ thương nha đây là các tầng tu sai biệt cho nên thưa các vị từ nền tảng nhân đạo bước vào học phật bước vào công trình tu học những pháp hành trì căn bản của thiền để đi dần vào liễu ngộ pháp đại thừa và chứng nghiệm thiền đốn ngộ là một cái quá trình rất dài do vậy cho nên đôi khi chúng ta coi cái việc tu chỉ như là một chuyện giải trí cho vui được chăng hay chớ thì thưa các vị mình hứa hẹn một triệu kiếp tử sinh chưa chắc gì nếm được vị chánh pháp nếu thực lòng hướng thượng thưa các vị đầu tư trọn vẹn niềm đam mê tu tập là một chân thành trong việc tu là hai, tràn đầy lòng khiêm tốn là ba và cúng dường trọn vẹn thân tâm đời sống này cho công trình tu là bốn yếu tố bốn yếu tố này mới có thể giúp hành giả đạt đến năng lực hiểu biết chánh pháp thâm sâu và giác ngộ được nhé đây là hai nét giải thích cho nhau nghe cuối cùng chúng ta công cái kết nơi đây cũng đi tới cái kết đàng hoàng với người ta nhé đâu thể thiếu phần này được hai ý này ý đầu cái câu trong kinh kim cang mà các vị nên mở ra học nghe nhất thiết thử vi pháp như mộng quyển bầu ảnh như lộ dường chữ điển ưng tán như thị quán. ý thứ hai, chưa đạt đến sự tiến bộ tâm linh, hãy sống một đời sống hữu ích. Câu đầu, trích <laughs> nguyên văn từ kinh Kim Cang, tất cả pháp hữu vi như mộng nguyện vào ảnh, như xương sớm như ánh chết hãy quán sát như vậy đây là nền tảng để các vị có thể xả ly tất cả những chấp trước dần dần nghe chấp trước đó là những sở hữu này là tôi rồi dần dần thấy những sở hữu này là của tôi là các vị mới bắt đầu nhìn cái chủ thể chấp này Là con người này các vị thấy nó là của các vị chứ không là các vị rồi dần dần các vị mới nhìn ra này buồn này vui này hờn này vẫn là của ta chứ nó không phải là ta cuối cùng mới thể nghiệm được Cái ta vốn là cái rộng Cái không có gì cả Không có cái gì là bán ngã trong đây cả Không có cái lận cận Của nghĩ suy, của phiền não Của ký ức gì gọi nó là ta hết Đơn thuần đang đến chỗ này Thì các vị nhận ra được Cái thì gọi là ta ấy Đích thực là Thể tánh giác ngộ của các vị Đây là con đường khá dài Con đường khá ngắn thì chúng ta đã nói nhiều lần cái nhận biết vô niệm của các vị ngay hiện tiền đích thực là các vị ngoài nó ra không còn gì cả điều thứ hai chưa đạt đến sự tiến bộ tâm linh như mình nói thưa các vị xin vui lòng sống một cách hữu ích nha đừng làm nỗi khó khăn cho người khác đừng gây thảm sầu cho người xung quanh đừng là địa ngục của người càng đừng là địa ngục của chính mình nha nếu mình thương mình cho đủ thì thưa các vị Mình sẽ nghiệm ra điều rằng là Dường như xưa giờ mình chưa sống đàng hoàng lắm đâu Cho nên hứa với lòng rằng Ngay từ đây về sau phải sống cho nó đàng hoàng Đừng có quỷ hoại đời sống người chung quanh Đừng làm khổ người chung quanh Và quan trọng nhất là Khi anh nhân từ với chính anh Anh biết tu tập thì anh mới có khả năng Trao cho bao nhiêu người Một cái điều tuyệt vời đó là họ bình an, họ phúc lạc, họ sống gần gũi anh, họ hạnh phúc khi gần gũi tiếp xúc với anh. Còn không thì chúng ta đều là của nợ của nhau, đều là nỗi phiền muộn và địa ngục của nhau cả. Nó phải như vậy. Xong việc mình quá.